Trong 2 ngày 9 và 10 tháng 9, đội bắt chó thả rông phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa ra quân tuyên truyền và thực hiện bắt chó thả rông trên địa bàn phường. Đây là địa phương đầu tiên của thành phố ra quân thực hiện công tác này. Những chú chó bị bắt giữ sẽ được chính quyền thông báo cho chủ nuôi đến để nhắc nhở và nhận về nuôi, không để thả rông. Sau 48 giờ, nếu chủ nuôi không đến nhận, thì phường sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài việc thu gom chó thả rông ra, đội còn vận động 30 hộ dân có nuôi chó mèo ký cam kết tiêm phòng bệnh dại, thực hiện biện pháp nuôi nhốt an toàn, không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2023, đội bắt chó thả rông phường Phước Trung sẽ ra quân bắt chó thả rông mỗi tuần một lần hoặc trong các trường hợp khẩn cấp do người dân phản ánh.